Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Trong nhiều năm, các chuyên gia đã cảnh báo việc người dân thành phố Derna ở đông bắc Libya phải sống trong tình trạng nguy hiểm cao độ vì hai con đập có thể sập bất cứ lúc nào. Ngày 11 tháng 9, bão Daniel đổ bộ ở vùng đông bắc Libya gây thiệt hại trên diện rộng dọc bờ biển, đặc biệt là ở các thành phố Derna và al bayda Tại Đơn A, lượng mưa vượt 100mm chỉ trong 3 ngày Trong khi lượng mưa trung bình hàng năm trong cả tháng 9 thường chỉ dưới 1,5mm Mưa lớn bất thường khiến nước dâng cao gây vỡ đập Tạo ra lũ quét kinh hoàng tràn qua thành phố Đơn A, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Hai đập bị vỡ ngày 11 tháng 9 được xây dựng cách đây khoảng nửa thế kỷ Từ năm 1973 đến năm 1977 Đập Đơn A cao 75m với sức chứa 18 triệu mét khối nước Đập Mansur cao 45m có sức chứa 1,5 triệu mét khối nước theo thống kê của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya, ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người khác mất tích trong thảm họa. Theo tiết lộ mới đăng tải trên báo Daily Mail, một nghiên cứu chỉ ra vào năm 1998 rằng có các vết nứt sâu ở bên trong hai con đập. Nhà thủy văn học Abdul Wanis Ashur chia sẻ với Reuters, Khi thu thập dữ liệu, tôi nhận thấy một số vấn đề ở thung lũng Dona. Các vết nứt trên đập, lượng mưa và lũ lụt lặp đi lặp lại tôi cũng tìm thấy một số báo cáo cảnh báo về một thảm họa sẽ xảy ra ở lưu vực Dana nếu các con đập không được bảo trì. Nhưng chính phủ Libya dưới thời nhà độc tài Muammar Gaddafi chỉ bắt đầu sửa chữa hai con đập vào năm 2010. Hợp đồng sửa chữa được chính phủ Libya ký với một công ty Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn tháng sau khi bắt đầu dự án sửa chữa, chiến tranh nổ ra. Từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2011, phe nổi dậy Libya được NATO hậu thuẫn lật đổ chính phủ của nhà độc tài Muammar Gaddafi xung đột đã khiến các công ty nước ngoài rút khỏi Libya và dự án sửa chữa hai con đập bị đình chỉ vô thời hạn. Tiến sĩ Abdel Wanis kỹ sư thủy lực hàng đầu tại Đại học Omar al Mukta ở Libya, từng đưa ra cảnh báo vào năm 2022 rằng nếu lũ lụt xảy ra ở khu vực thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Tiến sĩ Afro khi đó nói, trong trường hợp xảy ra một trận lũ lớn, đó sẽ là thảm họa đối với người dân sống ở thung lũng và thành phố ven biển. Tiến sĩ Afro cho biết các kỹ sư xây dựng hai con đập vào những năm 1970 đã không thể lường trước biến đổi môi trường ở khu vực sau hơn 50 năm. Hiện nay khu vực Đông Bắc Libya ngày càng bị sa mạc hóa, nghĩa là ngày càng ít các loài thực vật có khả năng hấp thụ nước tồn tại. Tiến sĩ Ashor từng kêu gọi chính phủ miền Đông Libya xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, giảm nguy cơ lũ lụt bằng cách bảo trì định kỳ các công trình quan trọng và tăng cường phủ xanh để ngăn tình trạng sa mạc hóa. Tuy nhiên, Libya hiện vẫn đang trong tình trạng nội chiến kể từ năm 2014 với hai chính phủ tồn tại song song nên các vấn đề trên chưa được quan tâm đúng mực. Sau thảm họa, các công tố viên Libya đã cam kết sẽ điều tra tận gốc vấn đề và xác minh quỹ bảo trì hai con đập đã được sử dụng vào mục đích gì. Tuần này, thảm họa mà chuyên gia Asher cảnh báo đã xảy ra với Libya. Vào đêm mùng 10 tháng 9, sau khi cơn bão Daniel tấn công miền đông Libya, mưa lớn cực đoan đã gây lũ lụt kinh hoàng khiến Wadi Dana một dòng sông vốn khô hạn, nước dâng tràn bờ và làm vỡ đập toàn bộ khu dân cư sống dọc theo Wadi bị xóa sổ. Ông Omar al Mogaibi, người phát ngôn Ủy ban Bộ Tài nguyên nước, phụ trách điều tra vụ vỡ đập cho biết, đã có những dự án cải tạo con đập, song nhà thầu đã không thể hoàn thành vì tình hình an ninh tại Libya. Sau đó, dù ngân sách đã được phân bổ, nhưng nhà thầu đã không trở lại. Tuy nhiên, ông Mogaibi cho rằng, ngay cả khi việc cải tạo được thực hiện, các con đập vẫn sẽ chịu áp lực rất lớn và vẫn có nguy cơ bị vỡ do mừng nước sau trận lũ lụt của bão Daniel đã vượt quá khả năng của công trình. Hiện chính quyền Libya đã phong tỏa phần lớn thành phố cảng Derna, ưu tiên các nhân viên cứu trợ khẩn cấp tiếp cận với những lo ngại về một cuộc khủng hoảng môi trường và sức khỏe có thể xảy ra sau thảm họa. Dù số người thiệt mạng theo thống kê của Liên hợp quốc đã giảm, những người sống sót sau trận lũ ở Libya đang không biết nên ở lại hay sơ tán. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA đã điều chỉnh số người chết do lũ lụt ở Libya mà tổ chức này công bố trước đó. Theo báo cáo ngày 17 tháng 9, OCHA trích dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê ít nhất 3.958 người trên khắp Libya đã chết do lũ lụt. OCHA cũng cho biết hơn 9.000 người vẫn đang mất tích. Trong báo cáo ban đầu được công bố hôm 16 tháng 9, OCHA dẫn số liệu của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya ước tính ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng ở thành phố Dona, nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất từ lũ lụt. Ông Fahan Hakil, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, nói với đài CNN Chúng tôi đang sử dụng những số liệu vừa được WHO xác minh. Khi được hỏi làm thế nào hoặc tại sao Liên Hợp Quốc lại trích dẫn sai số người chết, ông Hakil nói Trong rất nhiều thảm kịch khác nhau, cuối cùng chúng tôi phải sửa đổi con số của mình. Vì vậy đó chính là những gì đang xảy ra ở đây, Quy trình tiêu chuẩn là chúng tôi làm việc với các bên khác nhau để cố gắng đảm bảo số liệu được kiểm tra chéo. Bất cứ khi nào chúng tôi có sửa đổi, đó đều là do số liệu đang được kiểm tra chéo. Hiệp hội Trăng Lưỡi Liềm đỏ Libya cho biết tổ chức này chưa bao giờ công bố con số tử vong cao cho Liên Hợp Quốc do lũ lụt ở Derna. Trong khi đó, theo Reuters, những người sống sót ở Derna tiếp tục phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan vào cuối tuần qua về việc nên ở lại và chịu nguy cơ dịch bệnh hay đi sơ tán qua các khu vực đầy rẫy bom mìn được đặt trong chiến tranh nguy hiểm hơn nữa, nhiều quả mìn đã bị dòng nước lũ cuốn ra khỏi bãi mìn ban đầu. Hơn 1.000 người đã được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể và các nhóm viện trợ đã thúc giục các nhóm cứu hộ ngừng việc này lại, do sợ xác chết phân hủy sẽ thấm vào mạch nước ngầm. Chính quyền Libya xác nhận 150 người đã bị nhiễm độc do nước bị ô nhiễm tại các khu vực bị lũ lụt. Derna, với dân số ước tính ít nhất 120.000 người, đã bị nhấn chìm, chôn vùi trong bùn. Truyền thông nhà nước cho biết ít nhất 891 tòa nhà đã bị phá hủy trong thành phố và ít nhất 20.000 người có thể đã thiệt mạng. Nước lũ đã cuốn trôi mìn và các loại vũ khí khác còn sót lại sau nhiều năm xung đột, gây thêm rủi ro cho hàng nghìn người phải di rời khi di cư. Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Di cư Quốc tế, hơn 40.000 người đã phải di rời khắp vùng Đông Bắc Libya, nhưng cảnh báo con số đó có thể còn cao hơn. Quân đội Ai Cập ngày 17 tháng 9 đã điều tàu sân bay Mishran tới bờ biển Libya để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng do cơn bão Daniel gây ra tại quốc gia láng giềng này. Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin tàu sân bay sẽ đóng vai trò như một bệnh viện giã chiến để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Theo MENA, việc điều động tàu sân bay Misran được thực hiện theo chỉ thị của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi nhằm tiếp tục các hoạt động hỗ trợ và cứu trợ nhân đạo các nạn nhân lũ lụt tại Libya. Tàu sân bay Misran được trang bị một trạm y tế và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo trên quy mô lớn. Phản ứng kịp thời của Ai Cập trước cuộc khủng hoảng ở Libya thể hiện cam kết của Cairo trong việc cung cấp hỗ trợ cho quốc gia láng giềng trong thời điểm khó khăn. Chính quyền Ai Cập hiện đang tích cực theo dõi những diễn biến tiếp theo tại Libya để đảm bảo hành động kịp thời khi cần thiết. Một tuần đã trôi qua mà số người thiệt mạng và bị thương cũng như thiệt hại vật chất vẫn chưa thể thống kê được hết. Cùng với tiến trình cứu trợ khẩn cấp, câu hỏi dây dứt là sao lại xảy ra thảm họa kinh hoàng như thế và có thể rút ra những bài học gì? Nhìn lại vụ việc, người ta không thể không nhận thấy và so sánh về ba điều. Thứ nhất, công tác dự báo thời tiết chưa tốt. Mưa to gió lớn được dự báo nhưng mức độ lại không chính xác, tạo nên tâm lý chủ quan. Thứ hai, bản thân con đập ở Derna ở trong tình trạng tồi tệ, không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Con đập này do một công ty của Ý thi công nhưng công ty này đã bỏ dở và rút về nước sau khi Libya rơi vào chiến tranh năm 2011. Thứ ba, việc cứu trợ khẩn cấp chưa hiệu quả. Cả ba điều trên, ngoài nguyên nhân khách quan là do bão gây mưa lớn dẫn đến lũ quét, thì nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ khu vực xảy ra vụ vỡ đập nằm giữa hai vùng lãnh thổ do hai chính quyền song song ở Libya kiểm soát. Bài học đầu tiên từ thảm họa ở Libya là một khi đất nước rơi vào cảnh chiến tranh, mất đi an ninh và ổn định thì mọi công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa đều khó có thể kịp thời và hiệu quả. Việc này không được giới cầm quyền coi trọng và ưu tiên. Bài học tiếp theo là phải đầu tư thỏa đáng và thường xuyên vào hệ thống dự báo thời tiết, cảnh báo thảm họa cũng như công tác phòng ngừa và ứng phó, chẳng phải phòng bệnh luôn hơn chữa bệnh hay sao? Đối với Libya, việc này hiện rất khó khăn, thậm chí trong trường mức nhất định còn bất khả thi vì cả hai chính quyền đều không có vốn, vì tình hình chính trị, xã hội bất an và bất ổn dai dẳng, vì gần như không được cả trong lẫn ngoài nước quan tâm thỏa đáng. Các phe cánh chính trị ở Libya cũng phải chịu trách nhiệm về thảm họa này, bởi lâu nay họ luôn đặt cuộc tranh giành quyền lực lên trên hết. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại